VFF ra phán quyết về việc sa thải huấn luyện viên Chu Một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới đây đã lên tiếng về chuyện hợp đồng với huấn luyện viên Chu Tương lai của huấn luyện viên Chu Xie đang là mối quan tâm lớn nhất hiện tại đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chia sẻ với VTC News mới đây, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã chính thức lên tiếng về chuyện hợp đồng với huấn luyện viên Chu Xie. Theo đó, vị này cho biết mọi thứ đều phải theo hợp đồng, theo thành tích và có kết quả rõ ràng. Nếu huấn luyện viên Chusie đạt thành tích tốt thì ông này tiếp tục công việc. Nếu thành tích không tốt thì huấn luyện viên Chusie phải tuân thủ theo hợp đồng đã ký. Ngoài ra, VFF cũng khẳng định không phải bỏ tiền như cách mà Hàn Quốc đã đền bù cho huấn luyện viên Klinsmann và không có bất kỳ liên đoàn nào ở Đông Nam Á làm được điều này vì số tiền bồi thường rất lớn. Bên cạnh đó, vị lãnh đạo này cũng khẳng định hợp đồng có sự ràng buộc và hợp lý cho cả hai bên nên mọi người không phải lo nghĩ nhiều về chuyện hợp đồng. Sau trận đấu lượt đi trên sân Bung Cano ngày 21 tháng 3, một làn sóng dân cư mạng yêu cầu sa thải huấn luyện viên Philippe Chusier ngay lập tức khi đội tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng loại thứ hai World Cup. Trước đó, đội U22 Việt Nam cũng không bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 32, đồng thời đội tuyển Việt Nam bị loại sớm khỏi vòng chung kết ASEAN Cup 2024. Việc huấn luyện viên Chusier bị sa thải sẽ không xảy ra trước khi vòng loại 2 kết thúc. Trong hợp đồng, Huấn luyện viên Chu nhận chỉ tiêu phải cùng đội tuyển Việt Nam góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2026. Trong trường hợp không đạt được mục tiêu, phía VFF và huấn luyện viên Chu sẽ ngồi lại để làm việc với nhau để đưa ra phương án phù hợp nhất. Hiện tại, đội bóng áo đỏ đã trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình. Nếu giành chiến thắng ở trận này, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại vị trí thứ hai, từ đó mở toang cánh cửa đi tiếp hy vọng thầy trò huấn luyện viên chu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra